À, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2018. 43 năm về trước mình được sinh ra đời. Hồi nãy giờ mình trên cái con đường từ nhà mình đi tới Vũng Tàu thì mình đã trả lời say Thanh Kiều cảm ơn một số bạn bè anh chị em đã chúc mình trong cái ngày sinh nhật, chúc qua phương tiện là Zalo, Facebook, YouTube, nhiều cái hình thức khác. Và mình cảm thấy cuộc đời mình rất là đáng yêu. Trong một cái công việc mình cũng cảm thấy rất là mãn nguyện, vì mình nắm tới bàn tay của mọi người. Trong một cái gia đình mình cũng thấy mình là một người con, một người vợ, một người mẹ. Thôi thì 43 năm, cảm ơn ba mẹ và cảm ơn các bạn đã song hành với mình trong cái cuộc đời. Và mình tự nhủ rằng một năm nữa, tức là năm 2019, khi mình ở lứa tuổi 44, mình sẽ đạt được những cái thành công hơn nữa trong cái cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn sẽ thấy ở sát bên này, hôm nay mình đang ở bãi biển Vũng Tàu đi chung với gia đình. Có một cái duyên là như thế này, khu của mình là khu cây tô vuông của nhà thờ Bắc Hà, giáo phận Phú Cường. Và khi mà đi như vậy đó thì trong cái tháng hoa thì các ông trùm khu đã gọi là tập luyện cho các em múa những cái bài hát để dâng hoa. Và đây là một cái dịp để cho các em đi chơi để trong một cái dịp hè. Và rất là vui, quý vị và các bạn sẽ thấy được những cái hoạt cảnh, những cái hình ảnh của cái khu Kitô Vua của mình nha. Mình sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn. Thông qua cái video này thì một lần nữa mình sẽ cảm ơn tất cả quý anh chị, quý ông bà, cô bác và anh chị đã gửi lời chúc mừng sinh nhật của mình. Và mình sẽ tự hứa với bản thân mình rằng mình sẽ sống một cái cuộc sống vui vẻ và cố gắng từng ngày hoàn thiện lấy chính bản thân mình. Có những cái thiếu sót trong cái quá trình hành nghề, có những cái bực bội trong cái những cái giao tiếp hàng ngày thì mấy anh chị em bỏ qua cho mình nha. Rồi, hôm nay mình sẽ quay cho quý vị và các bạn xem cái quang cảnh của Vũng Tàu vào tháng 6 nha quý vị và các bạn. Đây, quý vị và các bạn thấy không? Vũng Tàu vào tháng 6. Bây giờ là khoảng trưa rồi, cho nên rất là nắng, nóng. Rất là nắng quý vị và các bạn. Đây, cái
cha mẹ của con. Công ơn là như núi non dương nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ. Suốt đời có nhẹ khổ đau, xin cho cha mẹ con tha mai tình son của Chúa trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Vẫn nhớ đến tình mẹ cha, xin cho cha mẹ con tha mai tình son của Chúa trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Tựa bằng non công cha tựa như thái sơn nối nghĩa mẹ như biển thái bình. Bao năm tháng người dậy mai sau con sẽ lên người, nhờ ơn cha mẹ ôi tình cao trọng dường bao. Chúa trời cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan, xin cho cha mẹ con tha mai tình son của Chúa trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.